Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, huyện Mường Nhé đang tấp nập cho công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện lần thứ 6 năm 2023. Sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đoàn vận động viên, diễn viên thuộc các cơ quan, đơn vị, các xã cũng đã hoàn tất chương trình tham dự như tổng duyệt văn nghệ, luyện tập trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống, chuẩn bị sản vật để trưng bày với mong muốn đem lại một ngày hội vui tươi, ý nghĩa, thắm đượm tình đoàn kết. Từ nhiều ngày qua, ngày nào đội văn nghệ xã Mường Nhé cũng chăm chỉ luyện tập những tiết mục biểu diễn để chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ quần chúng. Thành viên đội văn nghệ đều là những diễn viên, ca sĩ không chuyên đến từ nhiều thôn, bản, nghề nghiệp khác nhau như công nhân, nông dân, tiểu thương, các hội viên, đoàn thể xã. Những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác, ca ngợi nét đẹp truyền thống của dân tộc và sự đổi thay của quê hương Mường Nhé. Dù đã được biểu diễn thường xuyên tại thôn bản, nhưng để chuẩn bị cho ngày hội văn hóa, các thành viên vẫn miệt mài tập luyện, trau chuốt lại. Không chỉ đội văn nghệ, các thành viên tham gia thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian của xã cũng hăng say tập luyện với mục tiêu giành thành tích cao nhất. Về cái công tác tập luyện thì Ủy ban xã đã phân công cho các đồng chí cán bộ phụ trách mảng lĩnh vực thể thao là cho huấn luyện viên phụ trách mảng thể thao để cho các đồng chí dẫn dắt tập luyện trong cái quá trình sẽ tham gia. Còn cái đội hình văn nghệ thì cũng lựa chọn ra các đội các diễn viên rồi là thường xuyên tập luyện tham gia cái ngày hội cho nó đạt kết quả tốt nhất. Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mường Nhé lần thứ 6 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng tới chào mừng 74 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên, kỷ niệm 21 năm thành lập huyện Mường Nhé. Với ý nghĩa chính trị quan trọng đó, huyện Mường Nhé xác định việc tổ chức ngày hội phải đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo không gian giao lưu gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc anh em trong và ngoài huyện. Đồng thời phải thể hiện được bản sắc văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương, quảng bá phát huy tiềm năng văn hóa, du lịch của huyện, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân và du khách tham gia. Để việc triển khai ngày hội được diễn ra theo đúng cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, chúng tôi đã chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền quảng bá cái hình ảnh của ngày hội đến cái lại đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn, trên các cái phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, đặc biệt là trên cái hệ thống loa truyền thanh đến tận các thôn bản nhằm thu hút đông đảo người dân đến tham dự và tham gia ngày hội, đặc biệt là đối với lại khách du lịch. Bên cạnh đó là đơn vị chúng tôi đã phối hợp tốt với lại các cơ quan đơn vị và ủy ban nhân dân các xã trong cái việc triển khai tổ chức các cái hoạt động trong cái ngày hội, thì bao gồm các cái hoạt động thể thao và các cái trò chơi dân gian của người có dân tộc trên địa bàn, và nhất là cái việc tổ chức cái hội diễn nghệ thuật quần chúng và đông đảo các xã tham gia và lựa chọn số các tiết mục chúng tôi sẽ công diễn trong cái buổi khai mạc vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Tham gia ngày hội, toàn huyện Mường Nhé có 22 đoàn với khoảng 600 vận động viên thi đấu ở 5 môn thể thao gồm bóng chuyền hơi, bắn nỏ, kéo co, tù lu, đẩy gậy với 23 nội dung thi đấu. Cùng với đó là tham gia các trò chơi dân gian như đu dây, múa khèn theo nghệ nhân, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố. Ngoài ra còn có khoảng 300 diễn viên tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng, hứa hẹn nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc trong huyện. Ngày hội năm nay, huyện Mường Nhé tổ chức còn có các đoàn vận động viên, diễn viên của huyện Tùa Chùa và các huyện Mường Tè và Nậm Nhùn của tỉnh Lai Châu tham gia giao lưu thi đấu. Rất vinh dự cho đoàn của huyện Nậm Nhùn được tham gia ngày hội văn hóa thể thao quân dân tộc của huyện Mường Nhé lần thứ 6 năm 2023. Thì trong đội của huyện Nậm Nhùn sang bên này trước hết là được giao lưu học hỏi với huyện nhà, cũng như là tham gia một số các môn thể thao, ví dụ như là bóng chuyền hơi, rồi là môn bắn nỏ, môn tù lu, môn ném còn và một số các hoạt động văn hóa khác như là trình diễn trang phục dân tộc Mảng của huyện Nậm Nhùn và hát dân ca Mông và một số tiết mục văn nghệ để giao lưu cùng với ngày hội, góp phần vào cái sự
giao lưu học hỏi giữa hai đơn vị trong những năm vừa qua. Thì huyện Nậm Nhùn cũng như là huyện Mường Nhé, huyện Mường Tè và huyện Nậm Pồ là trong các cái huyện mà có giáp có biên giới, các huyện biên giới. Để mở rộng không gian vui chơi, mua sắm, huyện Mường Nhé cũng tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, tiêu biểu của địa phương, đơn vị. Phối hợp tổ chức hội chợ thương mại đưa hàng Việt về nông thôn trong thời gian diễn ra ngày hội. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, việc tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mường Nhé lần thứ 6 đã đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch. Ngày hội sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 1 tháng 9. Một số môn thể thao đã được tổ chức trước từ ngày 28 tháng 8 để đảm bảo các nội dung thi đấu. Thông qua ngày hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của huyện nhà. Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.